Thưa quý vị, năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Và trong đó, hầu đồng là một trong những hoạt động đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu. Mỗi giá đồng là một câu chuyện về một vị anh hùng, lúc sinh thời là người đức độ, tài giỏi và có công với dân, với nước. Trong chương mục khách mời ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đạo mẫu Việt Nam, người luôn gìn giữ và phát huy tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt đã góp phần to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa phong phú và độc đáo của dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu liên quan đến các nghi lễ thờ cúng và các sinh hoạt văn hóa truyền thống trong các lễ hội được các địa phương khôi phục và phát huy. Hàng năm, tại các di tích thờ mẫu, lễ hội thường được tổ chức với các nghi lễ như tế, rước kiệu và các hoạt động văn hóa dân gian như hát chầu văn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là sau cái lễ hội lần này ấy, sẽ giúp cho nhân dân cũng như là du khách thập phương hiểu biết sâu sắc hơn về cái giá trị của di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Thế và thông qua đó thì tôn vinh các cái nghệ nhân đã trực tiếp thực hành cái tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ trong suốt thời gian vừa qua. Mình thì không hiểu nhiều về tín ngưỡng thờ mẫu, nhưng mà mình cảm thấy rất là xúc động, cảm thấy rất là trang nghiêm và rất là tôn kính. Đạo mẫu là cũng hướng đạo cho người ta là thân thiện hơn, quý mến gần gũi nhau hơn. Mỗi người hãy là dẹp bỏ những cái gọi là lợi ích riêng, biết giữ gìn cái nét văn hóa để giữ được cái đạo mẫu được trường tồn mãi mãi. Trong những năm qua, khi nhắc tới những người có công trong việc gìn giữ di sản này, người ta không thể không nhắc đến nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, người đã có hơn 40 năm phụng sự, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Ông luôn trăn trở về con đường phát triển, bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể mà bao thế hệ ông cha để lại. Bên cạnh việc hầu thánh, nghệ nhân Đặng Ngọc Anh còn truyền bá cho người dân biết về lịch sử, gốc tích của các vị thánh để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của từng giá đồng. Mong muốn của ông là giúp thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và công lao của cha ông và giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè thế giới. Theo tôi thì các nghệ nhân bậc tế hầu thánh thì luôn giữ gìn các nét đẹp và chuẩn mực trong các giá đồng. Thì mỗi giá đồng thì được các cái nghệ nhân thể hiện là một câu chuyện về các cái vị anh hùng lúc sinh thời có đức có tài và cùng với người dân giúp cho các cái thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn công lao của cha ông và giới thiệu nét đẹp về đất nước con người của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, cũng như là góp phần để bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa phi vật thể. Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Thu Hằng đang có mặt ở một nơi vô cùng linh thiêng và cũng sẽ giới thiệu tới quý vị một nhân vật vô cùng đặc biệt. Ông là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đạo mẫu Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, khách mời hôm nay trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Dạ vâng, xin chào MC, xin chào khán giả. Đầu tiên thì Thu Hằng cũng như là quý vị khán giả rất tò mò muốn biết nghệ nhân đã bén duyên với thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của Việt Nam như thế nào ạ? Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh cũng là một con của cụ Đồng. Đến mẹ cậu Đồng Anh cũng là một những người mà từ ngày xa xưa mà các cụ đã truyền bá lại để dành riêng cho con cháu. Không riêng đến cá nhân nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh mà đến với tất cả cộng đồng và các thanh đồng đạo quan thủ nhang đồng đền cả nước. Chúng ta cùng chung tay và gìn giữ giá trị nét đẹp văn hóa tín ngưỡng hầu đồng của đất Việt. Thu Hoàng được biết rằng mỗi giá hầu đồng thì đều mang một câu chuyện, một ý nghĩa riêng về một vị anh hùng. Xin nghệ nhân có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả về điều đặc biệt này ạ. Nói thì các giá hầu thì nó rất là nhiều các giá. Nhưng nói đặc biệt về giá hầu về nhà Trần thì tỏ bày biết ơn công lao của các vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương. Thì ngài là một vị đã đánh chết 50 vạn quân Nguyên Mông tại sông Lục Đầu
và giành chiến thắng, nhân dân thương nhớ tưởng nhớ đến Ngài, đã lập đền thờ và phong thần Ngài là thánh. Mỗi một vùng miền mà mỗi một thanh đồng có thể được chọn thần chủ của mình là ai và được xin lộc của ai. Nhưng song song đó, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh liên tục gìn giữ cái văn hóa và cái tín ngưỡng của chúng ta. Nơi nào cũng là nơi tâm linh hết, không phân biệt. Vậy theo nghệ nhân thì ngoài điều đặc biệt này, còn điều gì khiến cho thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa? Chúng tôi rất tự hào có những cái giá trị và đặc sắc và nét đẹp của dân tộc chúng ta, có thể là quảng bá sang thế giới, các nước bạn, để cho cái đạo mẫu và cái tâm linh của đất Việt được bảo tồn và được trường tồn. Là người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, nghệ nhân nghĩ sao về việc hiện nay có nhiều thanh đồng chạy theo hầu đồng một cách cuồng tín, làm mất đi vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật này ạ? Hầu đồng thì không phải là mê tín dị đoan, mà hầu đồng và lên đồng là một cái tôn vinh các vị thánh và các vị chúa mường chúa mán, đã tôn vinh bảo tồn cái giữ gìn văn hóa của đất Việt. Song song đó thì các lớp trẻ hiện tại bây giờ đang biến tướng cái hầu đồng này thành có thể là trục lợi cho bản thân mình. Mà trong điều lệ của chúng tôi và của sở và của cục di sản đưa ra là 10 điều lệ là không hầu đồng trên sân khấu và ngoài trời và không nơi tâm linh. Vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi các thanh đồng đạo quan thủ nhang đồng đền và các quý Phật tử, chúng ta luôn luôn phải giữ gìn cái văn hóa tín ngưỡng và phát huy cái truyền thống của dân tộc. Không chỉ là người luôn gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nghệ nhân cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện. Điều này không chỉ góp phần tạo ý nghĩa cho cộng đồng mà còn có ý nghĩa với chính bản thân của nghệ nhân, phải không ạ? Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh phát tâm là xây nhà tình nghĩa. Khi xây được nhà tình nghĩa và trao cho các cô, các chú, các bác thì nghệ nhân cảm thấy người dân người ta rất phấn khởi, mà người ta có động lực và mình cũng có động lực để làm sao giúp đỡ, giúp đạo, giúp đời và giúp dân. Luôn luôn gìn giữ cái tín ngưỡng và công đức vô lượng để dành riêng cho con cháu và thế hệ mai sau để bảo tồn cái giá trị văn hóa tín ngưỡng các đền phủ cả nước. Xin được cảm ơn nghệ nhân với những chia sẻ vừa rồi. Thu Hằng xin kính chúc nghệ nhân sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.